Ok, bầu rồi anh em nha. Bầu to rồi nè. Khoảng tầm 40 ngày rồi. Anh em nào muốn ăn sổi thì là bắt con này nè. Nhá. Đã bầu vào khoảng tầm đâu? Chết. Nào, thôi. Nào, yên. Khi con cải nó bầu thì bùng nó sẽ hà xuống rất là ok luôn, rất là to luôn nha. Ok. Nào anh em nào bắt con này thì là nhá, cải bầu.